bạn đã quay trở lại với kênh YouTube B Channel. Và ngày hôm nay xin mời các bạn hãy cùng Trinh quay ngược lại với thời gian một chút xíu. Trước khi mà chúng ta nhắc đến những chiếc điện thoại smartphone đến từ Apple và Samsung, thì khi nghĩ đến những chiếc điện thoại di động, chắc chắn là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến Nokia, một ông trùm điện thoại di động lúc đó. Thời đó thì bất cứ nhà nào cũng sẽ có một chiếc điện thoại Nokia. Và khi mà những chiếc smartphone bắt đầu tấn công vào thị trường, thì dường như là những chiếc điện thoại Nokia đã không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Thậm chí là lúc đó chúng ta chỉ còn nhắc đến những chiếc điện thoại cục gạch giống như kiểu là 1280 mà thôi. Tuy nhiên thì gần đây đã có sự trở lại của những chiếc smartphone đến từ hãng Nokia. Và thông tin mới nhất đó chính là một chiếc smartphone flagship đến từ hãng này với cái tên là Nokia 9. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi nhìn lại những chiếc smartphone Lumia của Nokia thời đó. Có thể nói rằng là cái công nghệ ProView trên chiếc điện thoại Lumia 1020 đã nhận được con số rất là ấn tượng, đó chính là 41 megapixel. Thế nhưng mà thực tế ra thì những chiếc Lumia giá rẻ thì dường như là nhận được sự quan tâm nhiều hơn, giống như là Lumia 520 hoặc là Lumia 620. Nhưng mà nói tóm gọn lại thì vẫn cảm thấy là cái hệ điều hành Windows Phone thực sự là không được ưng ý cho lắm, bởi vì nó rất là khó dùng. Và chính vì lý do đó mà những chiếc Lumia dường như là mất hẳn khỏi thị trường. Gần đây thì sự trở lại của những chiếc smartphone của Nokia với cái hệ điều hành Android thì nhận được sự quan tâm nhiều hơn, giống như là Nokia 3, Nokia 5 và Nokia 6. Đầu năm nay thì Nokia 7 Plus đã trình làng với Android 8.1 Oreo và Snapdragon 660, và cái giá hiện tại của nó sẽ là hơn 7 triệu. Và mới nhất thì vào đầu tháng này, hãng lại tiếp tục cho ra chiếc điện thoại Nokia 8.1 với Snapdragon 710 đã đi theo cái xu hướng màn hình tai thỏ. Và hiện tại thì bạn có thể đặt hàng ở Bạch Long Mobile với mức giá tầm là 8.900.000. Và có thể thấy rằng là sự ra đời dồn dập của những cái sản phẩm đến từ hãng Nokia cho thấy là hãng này đã chuẩn bị cho một cái hành trình chuyển mình để có thể lấy lại ngôi vương. Và cái sự thật này có xảy ra hay không thì còn phải chờ đợi vào những cái sản phẩm tiếp theo của cái hãng này, mà trước tiên kể đến đó là chiếc điện thoại Nokia 9. Mặc dù là trước đó đã có rất là nhiều dự đoán là chiếc điện thoại Nokia 9 sẽ được ra mắt vào cuối năm 2018, thế nhưng là có vẻ nó sẽ dời qua năm 2019, bởi vì đến thời điểm hiện tại, những cái thông tin về chiếc điện thoại này vẫn còn khá là mơ hồ, nhập nhằng và thậm chí là có rất là nhiều những cái thông tin trái chiều khác nhau. Và cái hình ảnh đầu tiên rò rỉ về chiếc điện thoại này sẽ là phiên bản có 3 camera xếp dọc ở mặt sau. Về phần thiết kế thì mặt trước có cạnh viền trên khá là mỏng nhưng mà cầm dưới thì vẫn còn dày và có in logo Nokia. Điểm đặc biệt đáng chú ý là chúng ta sẽ không thấy có sự xuất hiện của camera selfie. Về mặt sau thì ngoài 3 camera sẽ có đèn flash xếp dọc và có cái logo của Nokia, đặc biệt là sẽ không có dấu vân tay. Bên cạnh đó thì cái phiên bản 3 camera này vẫn chưa thấy có những con số về cấu hình được rò rỉ, cho nên đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn còn khá là mơ hồ và khiến cho người dùng phải mò đoán rất là nhiều về nó. Trong khi đó, một nguồn tin khác cho hay thì chiếc điện thoại Nokia 9 này sẽ có 5 camera và xếp thành một vòng tròn. Và đây chính là lý do vì sao mà hãng sẽ phải thất hẹn với người dùng. Trong khi thông tin trước đó thì sẽ ra mắt vào 2018 thì bây giờ sẽ dời qua năm 2019. Nếu như đây là sự thật thì đây sẽ là chiếc smartphone đầu tiên sở hữu số lượng camera lên đến khủng như vậy, 5 camera. Nói về cái mặt thẩm mỹ thì Trinh cảm thấy rằng là không biết sự thật nó có như vậy hay không, nhưng mà nếu như mà một chiếc điện thoại có 5 camera thì chắc chắn là cái mặt sau của nó sẽ rất là tốn diện tích. Với cái phiên bản 5 camera này thì có vẻ là thông tin nó có phần rõ ràng và chi tiết hơn. Về phần thiết kế thì kích thước màn hình dự đoán là sẽ 19:9, thế nhưng mà cái viền màn hình nó lại khá là dày. Được một điểm là cái cạnh trên và cạnh dưới sẽ có kích thước ngang nhau nên là tạo ra sự đối xứng khi mà nhìn vào sản phẩm. Nếu như ở cái phiên bản là 3 camera thì chúng ta sẽ không thấy cái vị trí đặt camera selfie, thì ở phiên bản 5 camera này chúng ta sẽ thấy rằng là ở bên góc phải sẽ có một cái lỗ khá là lớn để chứa camera selfie. Mặt sau thì ngoài 5 camera được xếp thành vòng tròn và cùng với cái đèn flash thì chúng ta sẽ có thêm một cái vòng tròn thứ 7 nữa. Chưa hiểu là cái vòng tròn thứ 7 này sẽ dùng để làm gì. Tuy nhiên theo mình thấy là với cái thiết kế này nó sẽ chẳng có mấy gì đẹp đẽ cả, đặc biệt là đối với những người mà chúng ta có cái hội chứng là sợ lỗ thì nó sẽ rất là kinh khủng. Về phần cấu hình thì với cái phiên bản dự đoán 5 camera này sẽ có con chip Snapdragon là 855. Đây là con chip mới nhất của Qualcomm và cùng với một con số RAM rất là khủng lên tới 10GB. Có thể thấy là chuẩn bị khép lại năm 2018 rồi, thế nhưng mà những thông tin
về chiếc điện thoại này vẫn còn khá là nhập nhằng và mơ hồ. Nói chung là nó vẫn chưa có cái gì gọi là rõ ràng cả. Thậm chí là có tới cả hai cái dự đoán về chiếc điện thoại 3 camera rồi 5 camera. Bên cạnh đó thì có thể thấy rằng là cái chiếc điện thoại này vẫn chưa hề có giá. Nhưng mà mình nghĩ rằng là một chiếc flagship của Nokia thì giá của nó sẽ tầm phải hơn 10 triệu. Và câu hỏi cuối cùng được đặt ra đó chính là liệu cái chiếc điện thoại này có thành công hay không, khi mà năm 2019 chúng ta sẽ chuẩn bị chào đón rất là nhiều những chiếc flagship đến từ Samsung. Con số đó lên tới là 5 chiếc flagship đến từ Samsung đó. Và thậm chí là những chiếc điện thoại đến từ những thương hiệu Trung Quốc cũng đã bắt đầu rục rịch ra mắt rồi. Ví dụ như là chiếc P30 Pro. Với cái sự thật này thì có vẻ như là chiếc điện thoại Nokia 9 sẽ phải nỗ lực rất là nhiều về cả thiết kế và công nghệ để có thể cạnh tranh với những chiếc flagship đến từ Samsung và những thương hiệu Trung Quốc. Và các bạn cảm thấy rằng là các bạn sẽ thích cái chiếc điện thoại Nokia 9 có 3 camera hay là 5 camera thì các bạn hãy để lại cái bình luận bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Và chắc chắn khi mà cái chiếc điện thoại này có nhiều thông tin chi tiết cụ thể và chính xác hơn thì mình sẽ làm một cái clip để chia sẻ với các bạn. Còn bây giờ thì những cái thông tin này mới là những thông tin dự đoán, mà các bạn cũng thấy đó, nó có rất là nhiều những cái phiên bản khác nhau vẫn chưa có thể xác nhận là đâu mới là cái diện mạo chính xác của em nó. Và bây giờ thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết cái clip này. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của B Channel nhé. Bye bye.